tục xâm nhập căn cứ quân sự Canada. Ít nhất 3 quân nhân Canada được ra lệnh chơi Pokemon Go tại các khu quân sự nước này. Sau khi người chơi liên tục xâm nhập các nơi cấm vào, những kẻ xâm nhập này không mang yếu tố nước ngoài mà là người chơi game Pokemon Go đã có từ năm 2016. Chỉ vì muốn bắt nhiều nhân vật ảo trong game mà những người này không ngại xâm nhập các khu quân sự cấm vào. Mùa hè vừa rồi, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ khi cố xâm nhập các cơ sở quân sự Canada. Để đối phó tình trạng này, giới quân sự buộc phải tìm cách khác ít nhất 3 quân nhân tại các khu quân sự khác nhau khắp Canada được lệnh chơi Pokemon Go. Họ được trang bị smartphone và máy tính bảng sụp sạo khắp ngóc ngách để bắt Pokemon. Trước đó đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ. Một người phụ nữ bị bắt khi đang chơi Pokemon Go vì để ba con nhỏ trèo qua những chiếc xe tăng. Một người đàn ông bị bắt giữ tại CFB Borden. Người này khai rằng muốn bắt thật nhiều Pokemon để cạnh tranh với các con. Ngay sau khi game Pokemon Go xuất hiện, nhiều cơ sở quân sự Canada đã cảnh báo người chơi không được xâm nhập các căn cứ.